nhỏ trên đây trước đi ha. Đó, cho nó nghỉ tí. Để chịu hết nổi. Cố lên nha con. Cố gắng lên. Con sẽ hết mụn thôi, vô tay cô là yên tâm. Chỉ là quan trọng là con phải có niềm tin. Với lại hơn nữa là ha, về là phải làm theo đúng hướng dẫn của cô nha. Chứ ăn uống là phải kiêng mấy cái đồ chiên xào, ăn đồ mát rồi vô. Ăn đồ ra. Dạ, chị nói sao? Em mua thuốc cái gì bột cái gì nó thải độc gan hay cái gì thuốc của Mỹ á chị, thuốc gì thanh lọc gan uống được thấy thẩm không? Không, không. Khỏi uống em. Khỏi uống. Dạ. Uống cái của em thôi. Bây giờ chị không muốn nó trổ nữa. Còn chỗ nào mà trổ nữa chị? Thì ý em hỏi trước chị, khi em sợ gan nó được sạch đó. Sống gan đó chị. Ba nó có bị mụn nhiều không chị? Không chị, cái này chắc do chấm em á. Hồi lúc đó con cũng bị mụn, lúc đó để thi mà đâu có giữ gì đâu. Vậy hả? Nó bị dị ứng quá nhiều. Là sao dị ứng sao? Thì đã hôm đó chị đi khám da liễu đó. Ừ. Ông da liễu ông cho uống thuốc, cái thuốc mới xì lên cỡ vậy đó. Này mà mới đầu ít là đi lấy mụn đúng cách. Rồi sức thuốc là nó hết à, nó không có bị dữ gì đâu. Này nó dày san sát luôn á. Cố lên nha con. Cô hỏi em coi bên cái nít của chị gì Hana gì đấy chị. Dạ. Còn hơn cái mặt con em ấy, có cái ca đó đó. Mà chị này cũng hết hả gì ấy, em muốn theo dõi cha. Em coi bên chị Trá, em coi chị hết chỗ coi phải không? Chạy qua đó coi. Có số điện thoại của dì Ba.
con chịu được không con? Cố lên con nha. Cố lên. Đang cố gắng lên. Con nhắm mắt đi, con nhắm mắt đi. Nghiêng vào đây đi cô. Cố gắng làm ha. Cố gắng làm. Có cái nào con không thoải mái con hít thở sâu vô. Con hít sâu thở ra. Để cô lấy này cho mày vài bữa mấy cái này nó cũng sẽ viêm giống cái má con. Ha. Con cố lên. Con trai ở bển cô nó học lớp 9 hả chị? Dạ. Đó này, cố lên, hít thở sâu.
salon mà đừng nhăn trán. Cô lấy kỹ cho con. Con cố gắng chút. Cố lên con, để cô xoa cho đỡ đau ha. Thả lỏng nè. Rồi, đổi chỗ ha, đổi chỗ ha.